Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Có Hẹn với Chuyên gia Bất động sản, và tôi là Thu Trang sẽ là người đồng hành cùng với các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Một thực trạng của thị trường chung cư từ đầu năm đến nay đó là khan hiếm nguồn hàng và người tiêu dùng đang không có nhiều sự lựa chọn. Vậy nguyên nhân của tình trạng này là gì? Và thời gian tới thì liệu giá nhà có tăng cao không? Và cơ hội sở hữu của người dân phải chăng đang dần bị thu hẹp lại? Hôm nay chúng ta sẽ cùng với chuyên gia ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn có thể bàn sâu hơn về chủ đề này. Theo báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nguồn cung căn hộ trong quý 1 năm 2019 ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều giảm mạnh, chỉ còn khoảng 70% so với quý 4 năm 2018. Hết quý 2, nguồn cung căn hộ Hà Nội đạt 4.100 căn, thành phố Hồ Chí Minh đạt 5.900 căn, mức thấp nhất kể từ khi thị trường hồi phục vào năm 2014. Trong quý 3 tại Hà Nội, số lượng căn hộ mở bán mới giảm 33% so với quý 2, bằng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng cung chung cư có xu hướng tăng so với quý trước và tăng 1,2 lần so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, căn hộ giá rẻ gần như không có hàng. Nguồn cung khan hiếm nhưng chung cư luôn đứng đầu về số lượt tìm kiếm. Theo số liệu của Batdongsan.com.vn, trong năm 2019 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chung cư được tìm kiếm nhiều nhất chiếm 31% tổng lượt tìm kiếm, tập trung hơn 60% vào phân khúc tầm trung và bình dân. Chúng ta vừa nắm được một vài con số đáng chú ý cho thấy là một cái thực trạng khan hiếm nguồn hàng đang xảy ra trên thị trường chung cư. Vậy tôi muốn hỏi là sự sụt giảm này xảy ra ở tất cả các phân khúc đúng không ạ? Theo số liệu của bất động sản.com.vn thì cái sự sụt giảm lớn nhất ở phân khúc là bất động chung cư bình dân. Và cái việc sụt giảm này nó thể hiện rất rõ giữa năm 2019 và năm 2018. Ví dụ như là ở Hà Nội, cái phân khúc bình dân thì nguồn cung năm 2019 còn chiếm khoảng độ là tầm 30%, còn ở Hồ Chí Minh thì gần như là không có nguồn cung liên quan đến phân khúc bất động sản bình dân chung cư. Vâng ạ, phân khúc bình dân giảm mạnh như vậy thì nó có ảnh hưởng đến sự giảm sút của các phân khúc khác không ạ? Phân khúc bình dân cung giảm mạnh thực ra nó lại đẩy gọi là các cái loại hình phân khúc khác nó lại tăng. Ví dụ như là trung cấp thì cái nguồn cung nó lại tốt, cao cấp cũng tăng lên về nguồn cung. Chúng ta luôn luôn thấy một cái sự là không đối xứng giữa cái gọi là cầu với cả cung. Dạ vâng. Vậy thì cái nguyên nhân chính dẫn đến cái việc mà giảm sụt cái nguồn cung chung cư là gì ạ? Nhưng mà cái nguyên nhân chính trong năm 2019 chúng tôi nhận thấy nó không phải xuất phát từ cái việc là chủ đầu tư thì do thị trường, mà xuất phát từ những yếu tố là chúng ta đang làm chậm lại một chút, đang chậm lại thị trường để rà soát lại cái tính pháp lý của rất nhiều chủ đầu tư. Tại vì chúng ta nhận thấy rằng là trong vòng quý 1 và quý 2 2019 cái lượng các cái dự án ra thị trường đặc biệt khu vực Việt Nam rất là ít. Phần lớn nguyên nhân là do là cái nguồn gốc pháp lý của các dự án chưa thực sự rõ ràng. Nên là nhà nước phải chính phủ tìm cách là sẽ phải rà soát lại toàn bộ, và chỉ những dự án nào đáp ứng được cái yêu cầu cũng như là tiêu chuẩn thì mới được có thể đưa ra mà đem bán cho người dân, để tránh cái tình trạng là rất nhiều chủ đầu tư sau khi bán vẫn tiếp tục dùng những căn hộ đấy để đi thế chấp, hoặc là cái nguồn gốc nó không đảm bảo, đến lúc mà người dân, người tiêu dùng người ta sẽ không đáp ứng được, người ta sẽ có những cái phản ứng rất là tiêu cực, ví dụ như là không có sổ. Thì tôi nghĩ rằng đây là một giai đoạn cần thiết của thị trường, khi mà chúng ta cần phải làm chậm lại để làm sao cho các chủ đầu tư có một cái sự thanh lọc những chủ đầu tư nào không đáp ứng được gọi là những yêu cầu về mặt pháp lý, và chỉ những sản phẩm nào đáp ứng mặt pháp lý thì mới đưa ra cho người dân. Thì tôi nghĩ rằng đây là yếu tố gần như là quan trọng nhất dẫn đến việc là cái nguồn cung nó không đáp ứng được cái cầu hiện tại trong thị trường, phải sụt sau năm 2018. Trong khi đó thực tế nhu cầu vẫn đang rất là cao. Năm nay cái lượng tìm kiếm chúng tôi tăng tầm khoảng độ 36% so năm 2018. Vậy thì cái nguồn cung khan hiếm như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến giá cũng như là sự phát triển chung của thị trường từ đầu năm đến nay và cả trong cái thời gian tới ạ? Cái nguồn cung thì thực ra nó sẽ ảnh hưởng đến như thế này, tức là cung của cả thị trường hiện tại nó sụt ở loại hình là bình dân, và đồng thời nó cũng lại sụt tất cả các loại hình khác, tại vì nguồn cung tổng thị trường đều giảm. Và cái nguồn cung nó giảm thì nó dẫn tới một số các hệ quả sau đây. Thứ nhất đó là cung giảm thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ đến việc là giá sẽ tăng, và giá ở đây là giá của các cái căn hộ sơ cấp, tức là chủ tư đưa ra lượng hàng không có quá nhiều, dẫn đến việc là khi người dân người ta mua những cái dự án mới của chủ đầu tư, bắt buộc người ta sẽ phải mua nhanh, mua sớm và giá sẽ cao hơn, là cái nhất. Cái thứ hai là khi nguồn cung không có nhiều ở cái giai đoạn sơ cấp, tức là chủ đầu tư bán trực tiếp cho người mua, thì cái thị trường gọi là thứ cấp nó sẽ rất là phát triển. Thứ cấp là thị trường giữa các người mua, người ta sẽ mua bán với nhau. Bây giờ với việc là lượng cung nó giảm một cách gọi là không hoàn toàn tự nhiên như vậy thì chắc chắn là người dân ta sẽ đến với phân khúc thứ cấp khá nhiều. Và cái giá của thứ cấp chắc chắn là có cơ hội là sẽ tăng cao so với đoạn trước kia. Và việc mà mua bán thứ cấp này nó sẽ nảy sinh ra nhiều cái vấn đề khác, nó không chỉ là đơn giản như là giai đoạn trước nữa. Thứ cấp tức là nó sẽ phải liên quan đến việc là cái thông tin của người mua và bán thị trường như thế nào, có đảm bảo tính minh bạch hay không, rồi là các cái giao dịch này thì nó sẽ được kiểm soát như thế nào. Ảnh hưởng thứ ba do cái việc giảm nguồn cung nữa là cái giá thuê cũng tăng lên. Cái này là một cái xu hướng mà có thể nhiều người không để ý, nhưng mà khi một người mua nhà mới chẳng hạn, người ta đang trong giai đoạn này thì người ta sẽ đứng rất là phân vân, tại vì cung không có nhiều. Mà nếu bây giờ ta mua ngay ở sơ cấp thì chủ đầu tư giá sẽ rất là cao, tại vì lượng căn hộ không gian nhiều. Nếu ta mua thứ cấp thì rất nhiều thứ xảy ra. Thứ nhất là giá cũng đang tăng, thứ hai nữa là đây là căn hộ đã dùng rồi thì người ta sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để tìm, để hiểu, và như vậy có rất nhiều rủi ro. Thì cái lựa chọn thứ ba là an toàn hơn, mà tôi thấy là hiện tại đang có xu hướng ngày càng tăng, đó là thuê. Người ta sẽ thuê nhiều hơn để trải nghiệm chính cái khu vực mà họ đang định sống hoặc là định mua. Thì đấy là một phép an toàn trong ngắn hạn, và thứ hai nữa là cái lượng tài chính mà cần thiết cho việc thuê nó không hoàn toàn nhiều. Và nếu cảm thấy không thích thì hoàn toàn có thể chuyển sang khu vực khác để ở. Như vậy với cái việc mà cái nguồn lượng cung mà nó giảm như vậy thì nó ảnh hưởng đến cả sơ cấp, thứ cấp cũng như là cái việc đi thuê trên thị trường. Dạ vâng, tôi rất thích cái khái niệm đó là chúng ta sẽ trải nghiệm trước, đúng không ạ? Dạ vâng, vậy thì với người mua nhà khi mà cái mức thu nhập ở mức độ gọi là trung bình, và nếu như họ có nhu cầu muốn mua một căn hộ giá khoảng tầm 20 triệu và 1 mét vuông tại Hà Nội thì nó có nhiều sự lựa chọn không ạ? Ở thị trường Hà Nội hiện tại thì mặc dù nguồn cung không có nhiều nhưng mà vẫn có những khu vực mà có cái chung cư mà dưới 20 triệu mét vuông. Chúng tôi định nghĩa đấy là chung cư bình dân. Thì thường là ở những khu vực gọi là giáp ranh, ven đô, ví dụ như là các khu vực như là Tây Mỗ, Đại Mỗ, khu vực như Gia Lâm, Đông Anh thì đều có những cái chung cư như vậy. Ngoài cái sự lựa chọn liên quan đến chung cư là bình dân thì với những chính sách hỗ trợ mặt tài chính hiện tại là khá là tốt hiện của các ngân hàng, thì những bạn mà có thu nhập từ mức trung bình hoàn toàn có thể tiếp cận với các gói vay trên ngân hàng để tiếp cận đến gọi là chung cư từ trung cấp trở lên. Và trung cấp thì chúng ta có khá nhiều sự lựa chọn và đa dạng hơn nhiều so với chung cư bình dân. Thì cái này hoàn toàn phụ thuộc vào việc là chúng ta có mong muốn ở như thế nào, và cái thứ hai là kế hoạch tài chính ra sao. Trong năm tới thì thị trường dự kiến có thêm những nguồn cung nào mới ạ? Chúng tôi nhận thấy rằng là cái nguồn cung của chung cư hiện tại thì nó khá là đều, nó không có quá nhiều gọi là nguồn cung lớn. Thì chúng ta có rất nhiều những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn cung. Thứ nhất là chúng ta ảnh hưởng đến đầu tiên là về mặt pháp lý, như chúng tôi đã trao đổi là hiện tại chính phủ đang làm việc kiểm soát về mặt pháp lý của các chủ đầu tư khá nhiều. Cái thứ hai nữa là năm sau chúng ta sẽ có những cái thay đổi về mặt có thể là cuộc họp lớn của chính phủ. Cuộc họp lớn như vậy thì có thể có những thay đổi nào đó thì khiến cho các chủ đầu tư cũng đang nghe ngóng và chờ những cái thông tin động thái từ thị trường để có thể quyết định là ra hàng trong thời gian phù hợp. Thì tôi thì nghĩ rằng trong ngắn hạn thì lượng cung nó không quá đột biến so với giai đoạn 3 quý đầu năm 2019. Tuy nhiên là nó cũng không đến nỗi là khan hiếm như giai đoạn quý 1, quý 2, mà nó sẽ tiếp tục có các chủ đầu tư đang ra hàng, và ra hàng nó sẽ ở mức độ gọi là vừa phải, nó không quá ồ ạt. Về mặt giá mà nói thì cái mức giá nó sẽ biến động ở mức độ gọi là tôi nghĩ là Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục tốt hơn Hà Nội về mặt bằng giá cũng như ở mức độ biến động giá tăng. Và theo cái chu kỳ tự nhiên của thị trường, thường giai đoạn cuối năm thì giá sẽ cao hơn giai đoạn 3 quý đầu năm. Giai đoạn này ảnh hưởng rất nhiều yếu tố về mặt gọi là chúng ta có lương thưởng, chủ đầu tư có nhiều chương trình khuyến mại thúc đẩy, cũng như là về mặt bằng chung mà nói thì năm nay tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rất là tốt, tức là đạt khoảng độ gần 7%. Thì tức là người dân vẫn có tiền, và thực tế rằng là họ có muốn là đầu tư hay không mà thôi. Và nếu có một chiến lược đúng đắn, tập trung vào lượng đối tượng khách hàng phù hợp thì hoàn toàn chủ đầu tư có thể bán được hàng, cũng như là người dân có cơ hội tiếp cận với nhiều loại hình bất động sản phù hợp. Dạ vâng, cảm ơn ông. Chúng tôi có nhận được một vài câu hỏi để có thể nhờ chuyên gia có thể tư vấn ạ. Dạ vâng, có một câu hỏi của bạn Minh Ngọc ở thành phố Hồ Chí Minh là: năm nay tôi 31 tuổi, tôi đã có vợ và một cô con gái 2 tuổi. Hai vợ chồng tôi thì đều làm nhà nước và mỗi tháng thì thu nhập tổng cộng là 35 triệu. Đã có nhà và tôi đang có 400 triệu thì lên mua ô tô hay lên đầu tư căn hộ? Vâng, đầu tiên là tôi xin chúc mừng bạn, tại vì với độ tuổi như vậy thì mức thu nhập vậy là rất là cao. Thứ hai nữa là bạn đã có nhà và có một khoản là 400 triệu. Như vậy thực tế là bạn đang có một cái lượng tài sản khá lớn so với mức tuổi như vậy. Thì đấy là điều rất là tốt. Bạn mà muốn đầu tư bất động sản hay mua ô tô thì nó sẽ xuất phát đầu tiên từ cái mục đích của bạn. Nếu mà mục đích và mua ô tô là để giải quyết vấn đề là đi lại, vấn đề về mặt gọi là chất lượng sống, vấn đề là rất là bức xúc vì bạn đang ở nhà rất là xa và muốn đảm bảo con cái có một cái đi lại nó an toàn mọi thứ, và nó là cái ưu tiên của bạn, thì mua tô nó là một dạng tiêu sản, thì bạn phải chấp nhận rằng là bạn sẽ mất chi phí khấu hao theo tháng cũng như theo thời gian sử dụng của ô tô. Còn nếu mà đầu tư bất động sản thì nó sẽ có gọi là bạn hoàn toàn đầu tư được và bạn sẽ có nguồn lợi dự kiến trong tương lai. Tuy nhiên nó sẽ đi kèm với rủi ro, đấy là điều đương nhiên, và chúng ta sẽ cần phân tích rằng là bạn là người chấp nhận rủi ro đến mức độ nào. Nếu chúng ta chấp nhận mức độ rủi ro ở mức độ vừa phải thì hoàn toàn với vay khoảng độ có thể 6-7 tỷ chúng ta có thể bắt đầu từ việc đầu tư những loại hình bất động sản tầm từ 3 tỷ đến 4 tỷ thì nó liên quan, nó có thể mua được gồm có đất, đất nền, chung cư. Tôi còn hay khuyên các mọi người nữa là chúng ta sẽ có gọi là cái giới hạn an toàn mặt tài chính. Ví dụ lương hàng tháng của các bạn là tầm 35 triệu. Thì bây giờ vấn đề là trong trường hợp mà chúng ta phải trả lãi hàng tháng thì bây giờ đâu là giới hạn an toàn? Thì có rất nhiều những cái quan điểm khác nhau. Tuy nhiên nó phụ thuộc vào cái nhu cầu chi tiêu của gia đình bạn. Ví dụ để một gia đình 3 người có thể tồn tại ở Hà Nội thì ví dụ phải có những cái chi phí tối thiểu như thế nào, ví dụ tiền thuê, tiền ăn, tiền uống, tiền ma chay hiếu hỉ, tất cả mọi thứ giả sử như nó chiếm tối thiểu là 50% cái thu nhập của bạn thì tiền vay của bạn chắc chắn là không thể vượt quá lãi vay 50% cái thu nhập của bạn hàng tháng được. Như vậy có hai cách, một là bạn phải tăng cái phần thu nhập của bạn lên, hai là bạn chỉ cố định ở mức này thì bạn không được vượt quá là ví dụ như 35 triệu là 17 triệu 500, thì tính ra ví dụ 17 triệu 500 một tháng như vậy thì bạn sẽ tính ngược rằng là bạn có thể chịu được khoản vay là bao nhiêu trong thời gian như thế nào. Thì đấy là một số những tôi nghĩ là cái lời khuyên của bạn. Nếu tức là chúng ta nên đầu tư nhưng vẫn nên có những cái giới hạn về mặt an toàn. Còn nếu chúng ta còn mạo hiểm hơn nữa là vượt quá cái mức gọi là chi tiêu tối thiểu thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải tìm thêm nguồn tiền nữa, tăng thu nhập nữa thì đảm bảo rằng là chúng ta sẽ không bị phạm phải những cái gọi là chi tiêu của gia đình. Thì còn về lời khuyên của tôi rằng là nếu là đầu tư bất động sản thì vẫn cứ nên đầu tư, tại vì nó là một cái cuộc chơi mà hiện tại cả thị trường đang rất là hứng thú và nó là một cái kênh đầu tư khá hấp dẫn. Tuy nhiên, đầu tư bao giờ cũng có rủi ro và chúng ta phải chấp nhận rủi ro. Dạ vâng, câu hỏi số 2 là của bạn Thịnh ở Thanh Xuân, Hà Nội. Em đang có 700 triệu và dự định mua chung cư thì em có thể mua được chung cư ở khu vực nào? Và nếu muốn mua trả góp thì em nên mua dự án nào ở khu vực Thanh Xuân? Em không muốn phải xuống đường để căng băng rôn như nhiều cư dân tại các dự án khác. Tôi chưa được biết nhiều hơn về ngành nghề, về cái thu nhập hiện tại của bạn hàng tháng như thế nào để có thể tư vấn sâu thêm. 700 triệu như vậy thì hoàn toàn bạn có thể mua được chung cư ở Hà Nội. Nếu bạn có thu nhập ổn định, bạn hoàn toàn tiếp cận được các khoản vay. Ngân hàng có thể cho vay đến 70% thì việc bạn mua được chung cư tầm từ khoảng độ 2,5 tỷ đến tầm 4 tỷ, 3,5 tỷ thì là hoàn toàn nằm trong tầm tay. Mặc dù bạn hỏi tôi là nên mua ở đâu nhưng bạn đã nói là Thanh Xuân mua ở khu vực nào rồi. Như vậy có thể hiểu rằng là bạn muốn mua ở khu vực Thanh Xuân. Và cái thứ hai nữa là bạn quan tâm vấn đề là uy tín của chủ đầu tư khi bạn không muốn căng băng rôn để phản đối gì đó, đúng không ạ? Thanh Xuân thì là một khu vực rất là rộng, nó nằm khu vực phía Tây của Hà Nội. Cái lượng người ở đấy ở khu vực Thanh Xuân rất là đông, giao thông cũng rất là đông. Và như vậy chúng tôi nhận thấy rằng có thể nó phù hợp với cái nhu cầu đi lại hoặc là một cái sự ưu tiên nào đó của bạn thì bạn chọn khu vực Thanh Xuân. Ngay ở khu vực Thanh Xuân, ở khu vực trục đường gọi là Nguyễn Trãi đã có rất nhiều những loại chung cư khác nhau rồi và nó có rất nhiều phân khúc khác nhau. Do vậy một lần nữa chúng ta sẽ đi vào bài toán là cái ưu tiên và mục đích sử dụng của bạn là như thế nào. Ví dụ bạn đang là độc thân, bạn chưa có gia đình, bạn cần một khu chung cư ở trong giai đoạn chưa có gia đình thì mức giá nó sẽ khác, tiện ích nó sẽ khác. Nhưng mà chẳng hạn bạn đã có gia đình, đã có con nhỏ thì tiện ích sẽ cần quan tâm nhiều hơn đến chất lượng về gọi là môi trường sống, cần những khu công viên xanh, cần khu vui chơi chẳng hạn. Thì những cái đấy nó sẽ đầu tiên là giúp bạn là loại đi đa số những cái dự án mà bạn không nằm trong tầm quan tâm của bạn. Sau cái tầm quan tâm đấy thì bạn bắt đầu phải thu gọn lại là nó nằm trong những trục đường như thế nào, nó nằm trong sự ưu tiên của bạn hay không. Và cuối cùng là mức giá thì nó sẽ hợp lý trong cái việc bạn lựa chọn. Thì quan điểm của tôi rằng là bạn nên có một sự ưu tiên như vậy. Đầu tiên sẽ lọc như vậy. Còn cái danh sách chung cư ở trên khu vực gọi là Thanh Xuân thì bạn có thể lên batdongsan.com.vn và bạn có thể hoàn toàn tra cứu và chúng tôi có danh sách các cái dự án chung cư Thanh Xuân để các bạn có thể tham khảo, bao gồm cả vị trí địa lý cụ thể. Còn đấy là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai là liên quan đến tính pháp lý của chủ đầu tư. Thì đây là một cái chủ đề mà chúng tôi đã làm trong một số các cái chương trình trước đây ở chương trình Radio Nhà Đẹp Chuyên Gia, cũng như là cũng có một cái chương trình mà tôi đã trình bày riêng về gọi là kiến thức đầu tư dành cho người mua nhà. Thì đây là thực chất là vấn đề quan trọng nhất khi muốn mua một chung cư. Rất nhiều người không để ý, nhưng mà thực chất là rất quan trọng. Vì sao? Vì nếu chúng ta không đảm bảo những yếu tố pháp lý từ đầu thì dẫn đến những cái gọi là những cái oan ức, những cái kinh nghiệm đau thương mà chúng ta đều không muốn gặp phải. Vì chúng ta đa phần chúng ta là không có quá nhiều tiền để có thể đầu tư bất động sản nhiều lần. Và nếu đã sai thì rất là khó có thể có cơ hội để có thể đầu tư tiếp. Thì lời khuyên của tôi rằng là chắc chắn là bạn sẽ phải dành thời gian dành cho việc đầu tư, chứ không thể là việc là chúng ta nghe một vài các anh chị môi giới mà chúng ta không có một cái sự tự đầu tư của mình dành thời gian và đầu tư thêm kiến thức. Và với những kiến thức như vậy, bạn có thể hoàn toàn có thể tham khảo trên những chương trình của Batdongsan.com.vn, như các chương trình mà chúng tôi hay tổ chức sự kiện, thì bạn có thể nâng được có những kiến thức trang bị cần thiết trước khi đầu tư bất động sản. Thì với những cái lời khuyên về đầu tư như trên thì tôi rất mong rằng là bạn sẽ có một quyết định đầu tư chính xác với số tiền 700 triệu như vậy. Xin cảm ơn. Vâng ạ, rất cảm ơn về những thông tin mà ông có chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, trước thực trạng khan hiếm của nguồn hàng, mong rằng là những người mua các sản phẩm về bất động sản sẽ tìm hiểu kỹ và có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp với tài chính cũng như là nhu cầu sinh hoạt của mình. Hãy đón xem Có Hẹn với Chuyên gia Bất động sản vào 10 giờ sáng thứ Năm hàng tuần trên website batdongsan.com.vn để có thêm nhiều những thông tin chia sẻ thật hữu ích. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.